Đội tuyển Việt Nam dự King Cup văn toàn 5 bàn thắng trên 10 trận đấu, chiếm suất đá chính của Công Phượng. Trong hành trình chinh phục King Cup của đội tuyển Việt Nam, những cái tên từng chinh chiến tại AFF Cup năm 2018, Asian Cup năm 2019 như Công Phượng, Đức Chinh nhiều khả năng sẽ bị lu mờ bởi kép phụ văn toàn. Đội tuyển Việt Nam sẽ bay sang Thái Lan dự King Cup ngay sau khi các trận đấu thuộc vòng 12 V-League khép lại vào ngày 31 tháng 5. Vì vậy, danh sách triệu tập nhiều khả năng sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo công bố vào cuối tuần này. Một trong những vị trí được giới chuyên môn, người hâm mộ dự đoán có nhiều biến động nhiều nhất chính là tiền đạo. Ngoài trừ trường hợp của lão tướng Anh Đức đã giá từ đội tuyển, 4 trên 5 cái tên lĩnh sướng trên hàng công chinh chiến ở AFF Cup, Asian Cup đều gặp phải những vấn đề cá nhân. Công Phượng chật vật tìm chỗ đứng ở câu lạc bộ Incheon United, Phan Văn Đức không kịp bình phục chấn thương, Nguyễn Tiến Linh không bàn trên 4 trận đấu và vừa mới tái xuất sân cọ. Trong khi Hà Đức Chinh một bàn một kiến tạo trong 10 trận đấu và đang sa sút thê thảm. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Anh Gia Lai nổi lên như một ứng cử viên số 1 cho vai trò chủ công nhờ thành tích cá nhân cực kỳ ấn tượng ở V-League. Sau 10 vòng đấu, tiền đạo gốc Hải Dương đã đóng góp 5 bàn thắng và 4 kiến tạo giúp đội bóng phố núi bất bại suốt 4 trận gần nhất. Ở thời điểm hiện tại, Văn Toàn cũng là tuyển thủ quốc gia duy nhất giữ được phong độ cao trong màu áo câu lạc bộ. Giống như Tiến Linh, Phan Văn Đức chưa hồi phục chấn thương. Trong khi đó, Công Phượng dần mất suất đá chính ở câu lạc bộ Incheon United. Có thể Công Phượng vẫn là cầu thủ chắc suất, nhưng nếu không giành lại được suất đá chính ở đội bóng K-League, anh vẫn khiến người hâm mộ trong nước hồi hộp về phong độ của mình. Trong bối cảnh như vậy, Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn có thể chiếm lại suất đá chính của Công Phượng ở đội tuyển quốc gia. Văn Toàn đang có 5 bàn thắng và 4 kiến tạo tại V-League năm 2019. Con số nói nhiều thì không quá nhiều, nhưng cái cách mà Văn Toàn ghi bàn trong màu áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai phản ánh nhiều điều. Không nhận được nhiều sự hỗ trợ của các đồng đội ngang tầm, nhưng Văn Toàn vẫn tỏa sáng, đồng thời giúp cho đội bóng của Bầu Đức vơi đi nỗi nhớ Công Phượng và Xuân Trường vốn đã ra nước ngoài thi đấu, hoặc Tuấn Anh chưa thể lấy lại thể lực tốt nhất. So với các trung phong từng ghi dấu ấn ở đội tuyển Việt Nam từ đầu năm 2018 trở lại đây, tính từ thời điểm huấn luyện viên Park Hang-seo nắm các đội tuyển Việt Nam gồm Anh Đức, Đức Chinh và Tiến Linh, Văn Toàn bất lợi về thể hình, điều này khiến cho anh không mạnh trong các tình huống không chiến. Đồng thời, Văn Toàn cũng từng có lúc thất bại khi đá trung phong ở đội tuyển U19 Việt Nam trước đây. Tuy nhiên, hiện tại và cách nay 2 năm là hai thời điểm khác nhau. Văn Toàn của hiện tại đã trưởng thành lên trông thấy. Anh đã khắc phục được rất nhiều nhược điểm của chính anh ngày trước. Văn Toàn của hiện tại nhanh hơn hẳn, kết thúc tốt hơn hẳn và đánh hơi, cơ hội giỏi hơn hẳn. Hiện tại, Văn Toàn không ngán các trung vệ lực lưỡng của đối phương, bởi anh biết cách lách vào các khoảng trống giữa hàng thủ để tự tìm ra cơ hội cho mình. Đặc biệt với tốc độ của Văn Toàn đã phát triển đến mức không thể đuổi kịp. Nếu như các hậu vệ xuất phát đồng hành với cầu thủ này, một khi các hậu vệ để Văn Toàn giữ được bóng, hướng mặt về phía khung thành đối phương và đua tốc độ, xem như Văn Toàn gần như sẽ chiến thắng. Một Văn Toàn như thế có thể sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội đá trung phong ở đội tuyển quốc gia và nhiều khả năng trong đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho King Cup. Người ta sẽ thấy Văn Toàn có suất đá chính. Còn những Công Phượng hay Phan Văn Đức sẽ cạnh tranh ở vị trí đã lùi ngay ở phía sau Văn Toàn. Mọi khả năng đều có thể xảy ra. Đây là phần thưởng xứng đáng cho người không ngừng nỗ lực như Văn Toàn. King Cup và chiêu trò làm tiền của người Thái. Chỉ với 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở giải giao hữu King Cup năm 2019, Next Media đã phải bỏ ra số tiền 280.000 USD, tương đương 7 tỷ đồng Việt Nam mới có được bản quyền truyền hình. Ngay sau khi con số đó được công bố, dư luận một phen choáng váng bởi giá tiền bản quyền King Cup năm 2019 đã tăng một cách phi mã khi có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam. Theo đó, giá bản quyền King Cup của năm trước chỉ dao động ở mức 40.000 USD thì nay đã tăng lên gấp 7 lần. Đó là chưa kể, đây chỉ là giá của 2 trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam, chứ không phải là giá của cả giải đấu. Có thể nói, Thái Lan đã rất khôn ngoan khi đánh vào thị hiếu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam để tăng giá bản quyền King Cup lên một cách chóng mặt. Việc người hâm mộ quan tâm tới cuộc đối đầu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam vô hình chung đã giúp cho ban tổ chức King Cup đặt những đối tác quan tâm đến giải đấu vào thế phải chạy đua giá để mua bản quyền phát sóng. Để chuẩn bị cho điều này, Thái Lan đã phải đổi thể thức thi đấu, không phân chia theo thứ hạng FIFA mà bốc thăm ngẫu nhiên. Đây được coi là một chiêu trò của người Thái nhằm đưa lá thăm của đội tuyển Thái Lan chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn. Đáng chú ý, lễ bốc thăm diễn ra tại Bangkok hôm đó chỉ có các đại diện của bóng đá Thái Lan, nên việc sắp xếp các lá thăm cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Rồi việc Thái Lan đã mời Ấn Độ dự King Cup
cũng được xem là một chiêu trò nhằm thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nên nhớ, hồi đầu năm, đội tuyển Thái Lan từng thua bẽ mặt trước đội tuyển Ấn Độ 4-1 ở Asian Cup. Đây chẳng phải là dịp họ đòi lại món nợ đó hay sao? Nếu hai đội chạm trán ở chung kết thì điều này sẽ khiến cho giải đấu thu hút thêm được nhiều sự quan tâm hơn nữa. Có thể hiểu việc Thái Lan muốn King Cup có đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Ấn Độ dự giải và sau đó còn dùng chiêu trò tổ chức bốc thăm để gặp bằng được đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo tại bán kết, không chỉ đơn thuần rằng họ muốn đòi nợ về chuyên môn, đòi nợ cho các trận thua ở những giải cấp độ trẻ mới đây mà còn tập trung vào tính thương mại của giải đấu. Bóng đá Thái Lan trong những năm qua thua thiệt bóng đá Việt Nam về nhiều mặt, nên thế họ muốn rửa hận ở King Cup, muốn chứng minh rằng ai mới là số 1 của Đông Nam Á. Chính việc đánh vào tâm lý của người hâm mộ, hai nền bóng đá luôn là đại kình địch của nhau, nên không khó để Thái Lan hét giá bản quyền của giải đấu, buộc các đối tác chạy theo những yêu cầu này nhằm đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ. Thầy Park sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho người Thái. 4 năm sau hai lần chạm trán đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Miuja của lứa Công Vinh, Chanathip đang có cơ hội tái ngộ lại đội tuyển Việt Nam ở King Cup. Messi Thái được xem là ngôi sao lớn nhất của đội tuyển Thái Lan. Việc vắng mặt Messi Thái ở AFF Cup cũng là một phần nguyên nhân khiến cho đội bóng xứ sở chùa vàng bị giảm đi sức mạnh đáng kể. Huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn có một sự quan tâm rất lớn dành cho tiền vệ tổ chức lối chơi của đội tuyển Thái Lan. Mọi đường bóng tấn công của đội tuyển Thái Lan đều qua chân Messi Thái. Chanathip cũng đang có phong độ cực cao với hai bàn thắng cho đội tuyển Thái Lan kể từ Asian Cup đến nay. Lẽ đó, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải tìm cách trị Messi Thái, một cầu thủ chỉ cao 1m58 nhưng sở hữu những tố chất của một ngôi sao lớn hàng đầu Đông Nam Á. Việt Nam khiến Messi Thái tắt điện thì đồng nghĩa với việc gia tăng thêm cơ hội hạ Thái Lan. 4 năm sau, nỗi cay đắng của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Miura, thầy Park liệu có giúp đội tuyển Việt Nam rửa được mối hận từ nụ cười chế giễu Công Vinh của Messi Thái? Câu trả lời phải chờ xem Việt Nam thể hiện thế nào trước người Thái. Còn người hâm mộ có quyền đặt niềm tin ông Park sẽ biết cách hạ Thái Lan của Messi để rửa hận. Philip Nguyễn trên đường về Việt Nam và quyết định của huấn luyện viên Park Hang-seo. Philip Nguyễn trên đường về Việt Nam là thông tin mới nhất được bố của thủ môn Việt kiều Philip Nguyễn tiết lộ. Mới đây, chia sẻ trên Thanh Niên, ông Nguyễn Minh, bố của thủ môn Philip Nguyễn cho biết, trong tháng 6 tới, dù có được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi về khoác áo đội tuyển Việt Nam hay không, thì Philip Nguyễn cũng sẽ về Việt Nam để thăm quê nội ở Hải Phòng. Trước đó, Philip Nguyễn từng về Việt Nam thử việc ở Thanh Hóa, nhưng sau đó quyết định trở lại Séc và để phát triển sự nghiệp ở cấp câu lạc bộ. Tuy nhiên, Philip Nguyễn cũng cho biết, sau một lần ngồi uống bia ở thành phố Hồ Chí Minh, anh đã cảm thấy yêu quê hương Việt Nam hơn. Hy vọng rằng tới đây, khi về thăm quê nội ở Hải Phòng, Philip Nguyễn sẽ cảm thấy thêm gắn bó với giải đất hình chữ S. Vậy, cánh cửa nào sẽ dành cho Philip Nguyễn ở đội tuyển Việt Nam? Dư luận Việt Nam đang rất ồn ào với chuyện triệu tập hay không triệu tập cầu thủ có dòng máu Việt Philip Nguyễn vào đội tuyển quốc gia. Thậm chí, thông tin mong muốn về cầu thủ này cũng đang loạn bởi sự khác biệt về ngôn ngữ. Nhưng đứng trên góc độ chuyên môn, điều mà dư luận quan tâm chính là cánh cửa nào dành cho cầu thủ này ở đội tuyển quốc gia. Chúng ta đã không quá xa lạ với chuyên môn cầu thủ gốc Việt thử việc ở đội tuyển quốc gia, đã có những thành công ban đầu với trường hợp của Mạc Hồng Quân và Đặng Văn Lâm, nhưng cũng có quá nhiều thất bại. Kỳ vọng rất nhiều nhưng khả năng đáp ứng của các cầu thủ được gọi là Việt kiều lại không cao. Rào cản về ngôn ngữ, trình độ không quá vượt trội khiến các cầu thủ gốc Việt dù có bản lý lịch tương đối hoành tráng nhưng vẫn ít cơ hội được triệu tập. Thế nên sự mạo hiểm và cả những thất bại khiến ngay cả những nhà tuyển trạch viên cũng phải băn khoăn trước những lời đề nghị bên ngoài biên giới. Mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cất công sang châu Âu xem dò một tiền đạo, nhưng rút cuộc ông đã phải cắt ngắn chuyến đi vì không được như ý. Đối với trường hợp của Philip Nguyễn thì rất khó để anh có mặt trong lần tập trung tới đây. Không có quốc tịch Việt Nam là bất lợi lớn cho thủ thành này. Nhưng điều quan trọng nhất chính là việc không ai biết tài năng của Philip Nguyễn thực sự đến đâu ngoài những thông tin ít ỏi trên báo chí. Ông Park Hang-seo với tất cả sự nghiêm túc của mình cũng không chạy theo dư luận để gọi một cầu thủ lên tuyển Việt Nam, bởi lẽ một cầu thủ lên tuyển kéo theo rất nhiều điều và quan trọng nhất, nếu anh ta không thành công, nó có thể trở thành rào cản cho nỗ lực kêu gọi các tài năng trở về phục vụ đội tuyển quốc gia. Vì thế, nếu thực sự Philip Nguyễn muốn khoác áo đội tuyển quốc gia, thì có lẽ anh phải chọn một con đường thiết thực hơn, đó là việc thủ thành này phải thực hiện thi đấu ở V-League hay một giải đấu gần Việt Nam để chứng tỏ khả năng của mình. Chỉ có điều cầu thủ này lại khẳng định mình không muốn thi đấu ở Việt Nam, mà muốn tìm kiếm cơ hội thi đấu ở châu Âu, nên con đường lên đội tuyển Việt Nam vốn đã xa cách lại càng trở nên khó khăn hơn. Một thông tin khác về Philip Nguyễn đó là việc truyền thông đã hé lộ quyết định quan trọng của huấn luyện viên Park Hang-seo về thủ môn Việt kiều Philip Nguyễn. Theo một lãnh đạo VFF thì huấn luyện viên Park Hang-seo không dành nhiều sự quan tâm cho thủ môn Việt kiều Philip Nguyễn ở thời điểm hiện tại. Vì lãnh đạo VFF này cũng khẳng định
Thầy Park chưa có kế hoạch sang xét để theo dõi thủ môn này thi đấu do hiện tại Việt Nam vẫn có nhiều thủ môn chất lượng. Trong quá trình tìm kiếm nguồn lực cho đội tuyển quốc gia Việt Nam chuẩn bị vòng loại World Cup năm 2022, cách đây không lâu, VFF đã lập danh sách các cầu thủ Việt kiều gửi huấn luyện viên Park Hang-seo, trong đó có Philip Nguyễn. Tuy nhiên, sau đó thầy Park chỉ sang Na Uy theo dõi tiền đạo Alexander Đặng. Cho tới nay, khả năng để thầy Park triệu tập Alexander Đặng cũng vẫn còn bỏ ngỏ. Với Philip Nguyễn thì mùa giải năm nay anh đã đạt phong độ rất ấn tượng trong màu báo câu lạc bộ Sloven Liberec. Tuy nhiên, thủ môn này có điểm bất lợi đó là chưa có quốc tịch Việt Nam và không nói được tiếng Việt. Do vậy, giả sử trong trường hợp được triệu tập thì Philip Nguyễn chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn để hòa nhập cùng với các đồng đội. Thầy mới của Văn Lâm tại Mường Thông sắp từ chức. Truyền thông Hàn Quốc vừa tung tin về việc huấn luyện viên người Hàn Quốc John Jung Han chuẩn bị từ chức do không đáp ứng được kỳ vọng của câu lạc bộ Mường Thông United. Mới đây, tờ Naver Sport của Hàn Quốc đã đăng tải thông tin huấn luyện viên John Jung Han nhiều khả năng sẽ chuẩn bị từ chức chỉ sau một thời gian ngắn dẫn dắt đội chủ sân SGC. Nguồn tin trên cũng tiết lộ lý do để dẫn tới sự việc này là ông John Jung Han đã không thể giúp câu lạc bộ Mường Thông United cải thiện kết quả và phong độ. Trước đó, huấn luyện viên John Jung Han được Mường Thông United chào đón hoành tráng vào đầu tháng 4 với kỳ vọng sẽ giúp đội bóng này thoát khỏi khủng hoảng. Thế nhưng sau 6 trận vừa qua, dưới thời ông John Jung Han, câu lạc bộ Mường Thông United vẫn chỉ thắng được một trận, bị loại sớm ở vòng 32 đội League Cup sau khi thua đội bóng hạng 2 Policer Toro. Tại Thái League năm 2019, đội bóng của thủ thành Văn Lâm tiếp tục dẫm chân ở vị trí cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 8 điểm sau 11 vòng đấu. Mặc dù bản hợp đồng giữa huấn luyện viên John Jung Han và Mường Thông có thời hạn đến tháng 1 năm 2020, nhưng với thành tích tồi tệ này của đội bóng thì chắc chắn cả hai bên sẽ khó có thể tiếp tục làm việc với nhau. Được biết, nhiều khả năng sau khi chia tay Mường Thông, ông John Jung Han sẽ tiếp tục trở lại dẫn dắt đội bóng trước đây từng làm việc là Sagan Tosu, hiện đang thi đấu ở J-League. Tại mùa giải năm nay, dù được đầu tư rất nhiều và sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, thế nhưng Mường Thông United lại đang phải chật vật lo trụ hạng. Vào ngày 26 tháng 5 tới đây, Mường Thông United sẽ chạm trán nhà đương kim vô địch Buriam tại giải Thái League. Đây cũng là lần đầu tiên hai cầu thủ người Việt Nam đang chơi bóng tại xứ sở Chùa Vàng là Đặng Văn Lâm và Lương Xuân Trường sẽ có cơ hội đối đầu với nhau. Ở một diễn biến khác, huấn luyện viên Gama có thể chấm dứt hợp đồng với U23 Thái Lan để trở về dẫn dắt Mường Thông United của Đặng Văn Lâm. Truyền thông Thái Lan cho hay huấn luyện viên Alexander Gama có khả năng cao sẽ chia tay U23 Thái Lan để về dẫn dắt câu lạc bộ Mường Thông. Cụ thể, theo hãng truyền thông Kosok của Thái Lan thì gần như chắc chắn huấn luyện viên người Hàn Quốc John Jung Han sẽ chia tay câu lạc bộ Mường Thông theo hình thức từ chức trong ít ngày tới. Đáng nói, việc huấn luyện viên John Jung Han sắp từ chức ở Mường Thông lại có khả năng cao kéo theo sự ra đi của huấn luyện viên Alexander Gama ở đội tuyển U23 Thái Lan. Tờ Kosok cho rằng câu lạc bộ Mường Thông sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền cực kỳ hậu hĩnh để trải thảm đỏ mời nhà cầm quân người Brazil về dẫn dắt đội bóng. Tờ Khao Sót còn viết, theo một số nguồn tin đáng tin cậy thì cách đây vài ngày, huấn luyện viên Gama đã tiết lộ có thể sớm thanh lý hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan do lo sợ những áp lực khủng khiếp ở U23 Thái Lan cũng như muốn tìm một bến đỗ mới. Trước những tin đồn về tương lai của huấn luyện viên Gama, phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan phát, ông Winta Ia phải lên tiếng: "Chúng tôi sẽ rất thất vọng nếu huấn luyện viên Gama quyết định chia tay U23 Thái Lan, nhưng chúng tôi luôn tôn trọng những quyết định của ông ấy. Chúng tôi hy vọng huấn luyện viên Gama sẽ không chia tay đội tuyển vào thời điểm này bởi U23 Thái Lan vẫn đang trong quá trình chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng ở trước mắt. Nhưng nếu ông ấy cho rằng việc dẫn dắt câu lạc bộ sẽ dễ dàng hơn đội tuyển và muốn ra đi thì chúng tôi vẫn buộc phải chấp nhận." Welcome to today's game and a big expectant crowd here to watch these two teams who really are in form at the moment. But who's going to take all 3 points away from this match? What a well-timed tackle. He showed a bit too much to the opposition there. And that's a throw-in. Passed inside. Shoots! He got a good hand behind that. Oh, I'm looking forward to seeing that great save again. Aim towards a penalty spot. And their first shot of the day is off target.
Keeper sends it long. They've won it back. He dribbles the ball forward. Well cut out. He's onside here. And he's one-on-one with the keeper. His teammates swarm him. And rightly so. Great stuff. Let's see that one again. So we're back underway. I wonder how that goal's going to affect this game. Oh, he did really well there. It's with the striker. He showed a bit too much to the opposition there. Bale on the ball. Bale shoots. Good save. The defender could be in trouble here. Played. He's got the ball at his feet. What a chance! Ronaldo shoots. Just needed a bit more composure to get that shot on target. Let's see how close that one was to going in. Striker's ball. It's back with the goalkeeper. Forward from the keeper. And this really takes the pressure off the defence. Bale on the ball. Ronaldo. Oh, he must score! And that is a fantastic goal. To see that goal again. It's 2-0 now. In field. He must score, surely. Great finish. And his teammates join him to start the celebrations. Great goal there. Let's see that one again. The fourth official has indicated 2 minutes of stoppage time. Well, great first half. Let's hope for more of the same. Well, it's 3-0. Surely no chance for a comeback for the losing team. It's with the striker. Bale on the ball. Ronaldo. Ronaldo, he did well to win the ball back. The defender regains possession, and now they'll try and break. Oh, determined challenge there. Played in field. What a well-timed tackle. This team look eager for more goals, and here's a chance. Oh, good block there. Time for a fresh pair of legs here then. The shot's on. He goes for goal. Simply no messing about there. Clean finish. Let's take another look at that.
time for a fresh pair of legs here then. Goals are flying in here, and he'll be chuffed with adding another. Moving down the flanks here. Oh, he did really well there. Quality defending there. Oh, well timed. Messi. What a chance! Easy decision here, it's a goal kick. Let's have a look at that one again. Messi, well read. Great technique. Oh, that's good work by the defence, just offside. They've got the lead, but to keep it, they're still going to need to have their composure. Striker's ball. Can he finish it? Well taken goal. There's even some applause from the opponent's fans. It's a world-class finish. What else can you say? Let's take another look at that. Referee gets the game back underway. Oh, determined challenge there. Well timed and good defending. That's nicely played. Oh, well timed. Played infield, Ronaldo. Can he finish it? Ronaldo shoots. And this is a world-class finish. Let's see that one again. Fourth official has indicated 2 minutes of stoppage time. And there we have it, goals flying in today from the winning team. They'll be celebrating in style tonight.